Trong các video trước đây thì Tech One đã gửi đến các bạn bài mở hộp chiếc Xperia E4, sản phẩm có mức giá rất hợp lý đến từ Sony. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn bài đánh giá chi tiết chiếc smartphone này để xem là với mức giá hợp lý như vậy thì Xperia E4 có đáng để sở hữu hay không. Xperia E4 sở hữu một thiết kế rất khác biệt so với các dòng sản phẩm khác của Sony. Chúng ta sẽ có một thiết kế hơi lùn và to ngang. Ở phía trên chúng ta sẽ tìm thấy loa thoại, còn ở phía dưới thực chất chỉ là một mic thu âm thôi. Lúc đầu tiên mình nhìn vào thì tưởng đây là cặp loa ngoài mà Sony trang bị cho E4 đang hì hửng, thì thực ra là không phải, mà loa ngoài thì sẽ ở dưới logo Xperia ở mặt lưng. Cảm giác cầm nắm Xperia E4 trong tay thì rất thoải mái. Cạnh viền được bo tròn mềm mại và mặt lưng nhám giúp cầm trong tay dễ dàng và không bị trơn trượt. Tuy nhiên thì khi mình cầm chắc một tí đó, khi mình bóp chặt vào thì ngay lập tức kể tiếng ọp bẻ phát ra, cầm trong tay hơi không chắc chắn cho lắm. Nguyên là do cạnh viền được Sony làm liền với cả nắp lưng. Nắp lưng này sẽ bao tròn lên hai bên cạnh viền và nắp lưng này có thể tháo rời. Việc tháo rời chiếc nắp lưng này ra sẽ giúp chúng ta lắp được SIM và lắp thẻ nhớ mở rộng. Tuy nhiên thì lại không thể thay được pin. Sony trang bị cho Xperia E4 màn hình 5 inch độ phân giải QHD. Độ phân giải này thì chắc chắn là màn hình sẽ rỗ rồi. Tuy nhiên thì màn hình với công nghệ IPS cho góc nhìn tốt, độ sáng tương đối cao khi dùng ngoài trời. Và đặc biệt là màu sắc của màn hình này tươi, nhìn rất thích mắt. Với màn hình này Sony cũng mang lên giao diện giống với các dòng sản phẩm khác. Chúng ta sẽ có đầy đủ các ứng dụng từ Walkman, album ảnh, Sony Select hay là tin tức từ Social Life. Và chúng ta vẫn có thể sử dụng được đa nhiệm đa cửa sổ. Mình có thể mở cùng một lúc 3 ứng dụng. Đó, đây, đầu tiên là chế độ đặt giờ này. Mở được máy tính, mở được chế độ chụp ảnh màn hình. Tuy nhiên thì khi mình di chuyển các cửa sổ này thì nó vẫn rất mượt mà. Sony vẫn trang bị đầy đủ các tính năng cho người dùng, từ cá nhân hóa thiết bị, chúng ta có thể thay đổi theme, có thể chọn các theme có sẵn hoặc tải xuống, thay đổi hình nền, thay đổi màn hình khóa. Còn hay là với màn hình, chúng ta vẫn có chế độ cân bằng trắng, giúp chúng ta có thể điều chỉnh được độ ám màu của màn hình, có thể cho màn hình chuyển sang ngả vàng để khi đọc sách vào buổi tối thì không bị mỏi mắt. Còn với âm thanh thì sao? Sony vẫn trang bị tính năng Clear Phase, chế độ X Cloud tăng âm lượng loa trong. Đó, chúng ta vẫn có nhiều chế độ để điều chỉnh. Về hiệu năng, Sony trang bị cho E4 con chip 4 nhân đến từ MediaTek, tốc độ xử lý 1.3GHz và 1GB. Mặc dù đã sử dụng bình thường thì rất mượt mà. Khi mình vào gọi điện chẳng hạn, ngay lập tức nó sẽ phản ứng ngay. Tuy nhiên thì khi vào album, nó sẽ mất khoảng 1 giây để load toàn bộ ảnh của mình. Nhất là với bạn nào mà thích chụp ảnh, chụp lưu rất nhiều ảnh trong máy thì sẽ mất một khoảng thời gian để mà có thể load được toàn bộ. Khi mình lướt Facebook hay là lướt web thì những giờ lag bắt đầu diễn ra. Nó không lập tức đáp ứng các nhu cầu của mình từ phút hay như mình chuyển tác chẳng hạn. Nó sẽ hơi giật nhẹ thôi. Với các tác vụ như vậy thì thực sự sử dụng pin của E4 chưa được tốt cho lắm. Khi các bạn chơi game hay là sử dụng các tác vụ nặng thì khoảng hơn 3 tiếng màn hình mà thôi. Còn nếu mà sử dụng nhẹ nhàng hơn với nghe gọi nhắn tin, lướt Facebook, lướt web chẳng hạn thì sẽ trụ được khoảng hơn 4 tiếng màn hình. Với camera, mình thì thực sự hài lòng với camera trước của E4 mà thôi. Sony trang bị đầy đủ các tính năng. Chúng ta sẽ vẫn có tính năng thủ công này, sao photo, hiệu ứng AR, hiệu ứng sáng tạo hay là tốt lại chân dung cho camera trước. Tính năng này rất hay. Chúng ta có thể chọn phong cách theo thời gian thực cho ảnh, tức là ngay khi bạn chọn hiệu ứng thì nó sẽ được cập nhật ngay trên ảnh luôn. Chất lượng ảnh ở camera trước dừng lại ở mức chấp nhận được vì nó thú vị, tuy nhiên thì lại không quá đẹp. Còn camera sau thì thực sự mình thất vọng. Khi chụp ở trong điều kiện thiếu sáng, ảnh bệt là chắc chắn rồi, có nhiều noise. Còn trong điều kiện đủ sáng thì camera sau cũng như vậy, ảnh nó cũng bệt bềm cách lạ kỳ với camera 5 megapixel. Chả hiểu sao Sony lại làm camera cho E4 như vậy. Hơi tù với những bạn nào có đòi hỏi về camera cho chất lượng tốt. Vậy là mình đã hoàn thành xong bài đánh giá chi tiết cho Xperia E4. Nếu sở hữu E4 thì các bạn sẽ có một màn hình 5 inch với thiết kế nhỏ gọn, cầm trong tay rất thoải mái, tuy nhiên lại hơi ọp ẹp. Sản phẩm thì có hỗ trợ 2 SIM và khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Bên cạnh đó thì các ứng dụng cũng như là các tính năng thông minh cũng đều xuất hiện ở trên chiếc E4. Như chúng ta sẽ có Walkman với Killer Face, Xcloud hay là có thể mở nhiều cửa sổ cùng một lúc. Và cuối cùng, các bạn sẽ có được một camera với nhiều tính năng hấp dẫn, vui vẻ, tuy nhiên thì các bạn cũng nên lưu ý là camera sau có chất lượng không tốt một tí nào cả. Và để có thể trải nghiệm trên tay sản phẩm này, các bạn đừng quên ghé qua cửa hàng Tech One gần nhất và truy cập website techone.vn để biết thêm thông tin về giá bán cũng như là những khuyến mại kèm theo. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Tech One, uy tín và giá trị đích thực.